Ba đại gia gây dựng cơ đồ nhờ lấy vợ giàu. 1. Trương Gia Bình, từ một nhân viên nhà nước bình thường, trở thành linh hồn của FPT hùng mạnh. Ngoài bản thân là người thông minh, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, vợ đầu cũng trợ lực không nhỏ trong hành trình khởi nghiệp. Bà là Võ Hạnh Phúc, con gái của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Bình và bà Hạnh Phúc có với nhau một cô con gái. Sau này, ông đã lập gia đình với vợ thứ hai là bà Nguyễn Tuyết Mai, hiện là chủ tịch của công ty du lịch Vidotour. 2. Huỳnh Uy Dũng, vợ cũ của đại gia Dũng Lò Vôi là bà Trần Thị Tuyết, xuất thân từ một gia đình châm anh thế Việt, là con gái của giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Dương. Vào Bình Dương làm việc, ông Dũng đã quen biết kết hôn với bà Tuyết, lớn hơn ông 6 tuổi. Sau đám cưới, ông được bố mẹ vợ xin vào làm việc tại phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương. Có với nhau 3 người con, ông Dũng và bà ly hôn vào năm 2010. Tài sản được chia làm 3 phần, ông Dũng 1 phần, bà Tuyết 1 phần, 3 người con 1 phần. 3. Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ cũ của Chủ tịch Trung Nguyên, sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế.